Tướng Thuần đã đánh giá sai lầm trầm trọng sức lực và mức kiên trì của sư đoàn 9 Bắc Việt trong việc phòng thủ An Điền. Mặc dù ông có được tin tức tình báo chính xác liên quan đến số lượng, thành phần và vị trí địch quân. Các kế hoạch nguyên thủy của ông cho giai đoạn 2 sau này cho thấy là không thực tiễn, nhằm tái chiếm cùng một lúc 3 căn cứ đã mất vào tay địch quân vào khoảng ngày 22 tháng 5. Có lẽ các thành quả đáng nể của các toán quân của quân đoàn đã gặt hái được trong việc đẩy lui các cuộc tấn công của sư đoàn 7 Bắc Việt tại mặt trận Phú Giáo đã khiến ông tự tin quá mức. Ngoại trừ một vài đơn vị bộ binh và công binh đã được thảy qua sông Thị Tỉnh để tăng cường cho tuyến đầu cầu An Điền, đại đơn vị đầu tiên của quân lực miền Nam tiến vào Tam Giác Sắt là một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 43, Sư đoàn 18 bộ binh trên quốc lộ 14 tại phía bắc Phú Cường. Ngay sau khi được tăng cường bởi số đơn vị còn lại của trung đoàn, đơn vị này với sự tiếp sức của chiến đoàn 322 Thiết Kỵ chuẩn bị tấn công Rạch Bấp và căn cứ 82. Ba tiểu đoàn bị động quân từ phía nam ngoài Lai Khê sẽ tấn công căn cứ 82 từ phía bắc. Rốt cuộc không một kế hoạch nào thực hiện được. Trung đoàn 43 bị chặn đứng sau khi chỉ tiến được 4 hay 5 cây số lên phía bắc. Rồi các chiến xa chạy xích của chiến đoàn 322 tiến rất chậm chạp trong khu lồi lõm và cây cỏ rậm rạp. Sợ lực lượng thiết giáp này bị sa lầy và chiếc cầu phía hậu bị phá sập, tướng Thuần ra lệnh cho lực lượng rút lui. Trong khi đó, ông khám phá là chiếc cầu An Điền đã bị hư hại nặng bởi đạn pháo địch quân, kể cả hỏa tiễn AT3, và sẽ không chịu nổi sức nặng của các chiến xa của chiến đoàn 318. Dưới sự quan sát của địch quân cùng những đợt pháo kích, các công binh chiến đấu quân lực miền Nam cố gắng sửa chữa cầu. Số thương vong gia tăng và công việc tiến hành rất chậm chạp. Cùng trong lúc đó, Liên đoàn 7 biệt động quân với 3 tiểu đoàn phát xuất từ ngoại biên Tây Nam Lai Khê, vượt qua sông Thị Tỉnh và tiến tới căn cứ 82. Các đơn vị biệt động quân bị chống cản ngay bởi các toán quân thuộc sư đoàn 9 Bắc Việt ẩn nấp dưới các hầm hố trong khu rừng rậm và đồn điền cao su. Trong khi gặp nhiều khó khăn trong việc điều quân, quân đoàn 3 dùng hỏa lực pháo binh bắn phá An Điền. Cộng quân cũng dùng pháo binh đáp lễ trên đầu các cậu pháo binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và toán quân cứu viện bộ binh biệt động quân, đồng thời tung các toán cảm tử vào các bộ chỉ huy địa phương quân ngay phía nam Bến Cát, phá hủy một đại bác 105 ly và đẩy lui gần trọn một đại quân. Trong khi đó, không quân Việt Nam chỉ yểm trợ một cách hạn chế. Các súng phòng không và hỏa tiễn SA-7 cộng quân dày đặc trong khu vực buộc các máy bay không quân Việt Nam phải bay cao. Ngày 24 tháng 5, một tiểu đoàn kỵ binh thuộc sư đoàn 25 bộ binh phát động một cuộc tấn công nghi binh từ phía đông Cò Châu Hạ về hướng Cô Trừng Bờ Lời. Chú ý của tướng Thuần là tạo một mối đe dọa tại đây đủ mạnh để khiến sư đoàn 9 Bắc Việt tung trung đoàn 271, một lực lượng trừ bị vào trận chiến chống lại các chiến đoàn 318 và 322. Vào khoảng ngày 25 tháng 5, tiết đoàn kỵ binh vượt qua suối cầu mà không gặp một đối kháng nào, và một cuộc điều quân yểm trợ khác khởi phát với hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 50, sư đoàn 25 bộ binh tấn công lên hướng bắc từ Phú Hòa dọc theo mạn tây của sông Sài Gòn. Ngày 25 tháng 5, tướng Thuần gặp tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, Trung tướng Lê Minh Đảo và tư lệnh Lữ đoàn 3 Thiết Kỵ, Trung tướng Trần Quang Khôi để phối hợp cuộc tấn công sang ngày hôm sau. Vào lúc đó, Trung đoàn 43 đang ẩn ngự tại khoảng 7 cây số phía nam An Điền, chuẩn bị đánh lên hướng bắc. Trong khi Lữ đoàn 3 Thiết Kỵ chuẩn bị phái một chiến đoàn kỵ binh và một tiểu đoàn biệt động quân vượt qua cầu An Điền. Mặc dù hỏa lực pháo binh địch làm cho chiếc cầu An Điền hư hại nhiều, khiến cho kỵ binh không tiến theo sau biệt động quân được. Vào chập tối, tiểu đoàn 64 biệt động quân đào hầm hố án ngự mạc đông của làng An Điền. Trung đoàn 43 được lệnh tấn công lên phía bắc và liên đoàn 7 biệt động quân tiến xuống từ Lai Khê, được lệnh tấn chiếm căn cứ 82 vào đêm ngày 27 tháng 5. Vây công có kết quả, ngày 28 tháng 5, tướng Thuần quyết định thử một phương án mới. Ông giao cuộc hành quân cho tướng Đảo, bảo tướng Đảo đưa trung đoàn 52 từ Phú Giáo tới và giao quyền chỉ huy hành quân của Liên đoàn 7 địa phương quân còn ở phía bắc căn cứ 82. Tiếp đó tăng phái cho sư đoàn 18 bộ binh của tướng Đảo thêm một chiến đoàn của Lữ đoàn 3 Tiết Kỵ. Vì sẽ phải mất 2 ngày để di chuyển trung đoàn 52 khỏi mặt trận Phú Giáo và đưa đơn vị tới vị trí tại Bến Cát. Cuộc hành quân mới ấn định vào ngày 30 tháng 5. Sự trì trệ trong việc thay đổi và di chuyển các đơn vị buộc tướng Đảo phải sắp xếp lại ngày chờ đến mùng 1 tháng 6. Với địa phương quân và án ngữ tại tuyến đầu đối diện Bến Cát và trung đoàn 43 gặp khó khăn trong việc tấn công trung đoàn 272 Bắc Việt nằm ngăn chặn tại phía nam An Điền. Tướng Đảo phái tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 52 vượt qua sông Thị Tỉnh trong một cuộc tấn công qua cầu tại phía nam Bến Cát vào ngày 1 tháng 6. Một khi vượt qua cầu, đơn vị này quay về hướng bắc để tấn công các vị trí phòng thủ của trung đoàn 95C Bắc Việt tại An Điền. Trong khi đó, đại đội trinh sát và một đại đội bộ binh từ sư đoàn 18 vượt qua cầu An Điền. Cùng lúc đó, khi trung đoàn trưởng trung đoàn 52 tung tiểu đoàn 1 của mình tiến phía sau tiểu đoàn 2, sư đoàn 9 Bắc Việt đáp lễ bằng cách tấn kích bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đêm đó với bộ binh và 10 xe tăng. Hai tiểu đoàn của trung đoàn 52 giữ vững vị trí và được tăng cường bởi tiểu đoàn 3 chiều hôm sau. Trong khi đó, các tổng công binh chiến đấu quân lực miền Nam mở đường phía trước cầu An Điền, làm việc ban đêm dưới ánh đèn pin để tránh sự quan sát của hỏa lực địch. Họ tháo gỡ 38 quả mìn chống chiến xa trên con đường tiến quân. Bị yếu đi bởi thương vong, trung đoàn 52 tiến chậm trong ngày 2 và 3 tháng 5 và trung đoàn 43 vẫn bị chặn đứng bởi trung đoàn 272 Bắc Việt. Tướng Đảo tiếp đó ra lệnh cho trung đoàn 48 vượt qua sông Thị Tỉnh tại phía nam Bến Cát để vượt qua trung đoàn 52 và chiếm cứ An Điền. Trong khi pháo binh cộng quân tiếp tục bắn phá các vị trí của quân lực miền Nam, hai tiểu đoàn của trung đoàn 48 tiến vào Tam Giác Sắt trong đêm 2 và 3 tháng 6. Cuộc giao tranh tại An Điền đặc biệt dữ dội trong ngày 3 tháng 6 khi cộng quân sử dụng xe tăng chống lại bộ binh. Bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa dùng súng nhẹ chống chiến xa phá hủy ít nhất 4 xe tăng địch trong ngày chót của trận đánh. Ngày 4 tháng 6, quân lính sư đoàn 18 bộ binh tiến vào An Điền và ngày 5 đánh bật vị trí chót của trung đoàn 95C Bắc Việt từng được tăng cường bởi các thành phần của trung đoàn 271 thuộc sư đoàn 9 Bắc Việt. Sáng ngày 5, hai tiểu đoàn của trung đoàn 48 và hai của trung đoàn 52 trấn giữ An Điền sẵn sàng cho một cuộc phản công. Một tiểu đoàn bị động quân ở tại vị trí nốt chặn phía bắc của ngôi làng Điêu Tàng, trong khi một tiểu đoàn khác bảo vệ cầu An Điền. Trung đoàn 43 vẫn bị ngăn chặn bởi các vị trí phòng thủ của trung đoàn 272 Bắc Việt tại phía nam An Điền. Liên đoàn 7 biệt động quân chưa tiến nổi tới căn cứ 82 từ phía bắc và một cuộc tấn công lớn mới của quân lực miền Nam đòi hỏi phải tiến qua các vị trí đóng chốt trong và xung quanh An Điền. Những tù binh cộng quân do sư đoàn 18 bộ binh bắt được ở An Điền kể lại những thiệt hại kinh khủng trong 3 tiểu đoàn 7, 8 và 9 thuộc trung đoàn 95C. 14 phần tử sống sót của tiểu đoàn 9 bị bắt khi cứ điểm cuối cùng bị chiếm lại bởi quân lực miền Nam trong ngày 5 tháng 6. Họ nói là số thương vong của các tiểu đoàn 8 và 9 giữa ngày 16 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 lên đến 65%. Một đại đội thuộc tiểu đoàn 7 chỉ còn sống sót một tên. Một đại đội thuộc tiểu đoàn 8 hoàn toàn bị tiêu diệt và tiểu đoàn 9 bị mất trọn hai đại đội. Những lời tường thuật này được kiểm chứng bởi số lượng to tát xác chết bỏ lại tại chiến trường và bởi số lượng súng ống và quân cụ tịch thu được. Sự thiệt hại của phía quân lực miền Nam cũng đáng kể, nhưng không một đơn vị nào bị tổn hao như mức độ của sư đoàn 9 Bắc Việt. Hơn trăm quân lính Việt Nam Cộng Hòa hy sinh và các bệnh viện điều trị hơn 200 quân nhân bị thương từ An Điền. trong khi 200 quân nhân bị thương nhẹ, không đòi hỏi phải tạc thương. Cuộc phản công trong đợi của Cộng quân xảy ra trong đêm 5-6 tháng 6 khi hai tiểu đoàn của Trung đoàn 271 thuộc Sư đoàn 9 Bắc Việt dưới sự yểm trợ của 14 xe tăng tấn công từ hai hướng. Sư đoàn 18 bộ binh giữ vững vị trí và triệt hạ 5 xe tăng và làm hư hại 5 chiếc khác. Giai đoạn 2 của chiến dịch Tam Giác Sắt chấm dứt với việc tái chiếm An Điền và Tướng Thuần nóng lòng muốn tấn công lại về phía căn cứ 82 và Rạch Bấp. Mặc dù chiếc cầu An Điền đang được sửa chữa, sắp có thể gánh vác các xe tăng của chiến đoàn 318, một đại đội thiết bằng xa chở quân lính và đã vượt qua cầu tiến vào An Điền. Một xe tăng T-54 bị triệt hạ chắn ngang con đường hẹp từ cầu tiến vào An Điền. Mặt đất sinh lầy hai bên đường không cho phép chiến xa đi vòng, và chiếc xe tăng đó cần phải được dọn dẹp đi bằng mìn phá. Công binh chiến đấu quân lực miền Nam lo thi hành công tác này, trong khi bộ binh của sư đoàn 18 trấn giữ vòng đai quanh An Điền.